Chị xin chào tất cả các em. Xin giới thiệu với các em, đây là chú mèo tôm của chị. Không nói nữa à? Bạn ấy chỉ nhại chị những cái lời gì ấy. Đến khi mà chị giới thiệu về bạn ấy thì bạn ấy lại không nói gì các em ạ. Đấy. Wow. Các em ơi, vừa rồi á, có một trận sấm sét làm cho chị với cả bạn mèo tôm ngã lăn ra. Các em có nhìn thấy mèo tôm của chị đâu không? Ôi, mèo tôm của chị đâu rồi? Này công cúa. Ôi, bạn mèo tôm của chị đâu rồi? Chị tìm kiếm hết tất cả trên cây rồi cũng không thấy. Có tín hiệu. Ôi, hóa ra bạn ấy nằm ngay ở dưới chân chị mà chị không biết. Ôi mèo tôm ơi, có bị làm sao không? Các em có nghe tiếng gì không? Như là tiếng nhờ sự giúp đỡ đấy. Wow. Nào, chị em mình cùng với mèo tôm sẽ đi giúp cho tất cả các bạn ấy nhá. Oh yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt nào. Mèo tôm ơi, em có phát hiện ra tín hiệu gì không? Em có. À đây rồi. Ui. Đây là một xe cứu hộ mà. Xe cứu hộ mà cũng bị văng lên trên cây các em ạ. Ôi. Rồi, chị cứ đặt xuống đã nhá. Đây. Ui. Đây là một xe tải này. Xem bên trong này còn có xe nào không? À, không có. Chỉ có một bạn xe tải thôi. Và một bạn xe cứu hộ này. Nào, hai bạn xe này cùng về với chị nhá. Mèo tôm ơi, em có thấy tín hiệu ở đâu nữa không? Thế này chị ạ. Đâu? Chị nhìn thấy rồi. Đây. Màu này rất là dễ phát hiện ra. Xe gì mà lại trổng bông ra ngoài thế này? Đầu thì lại bị rúi rụi vào kia. Chị cũng thấy nghi nghi. Không biết có phải xe cảnh sát không? Đúng rồi. Ui. Mắc cả vào cây. Đây. Wow, xe cảnh sát này đẹp quá. Đây, cho các em xem cái phần thùng này. Wow, đựng được rất là nhiều tội phạm trong này nhá. Có đèn màu xanh, đèn màu đỏ này. Ơi, bắt xe cảnh sát ở đây nhá. Bây giờ chị em mình cùng đi cứu các bạn khác thôi. Đây rồi. Ui, xe này cao chưa các em này. Xe gì mà có một cái cầm dài này. Ui, đây rồi. Xe cứu hỏa này. Đấy, đây là cái phần để phun nước nhá. Hai cái bình để chứa nước này. Rồi, để đây nhá. Xem nào. Ở đây không có tín hiệu. Trong bụi cây này có tín hiệu này các em. Nhưng chị không thấy có màu gì đặc biệt. Ở đây toàn màu xanh thôi à. Hóa ra là xe này. Xe này cũng trổng bông ra ngoài này. Mà xe gì để có màu xanh y như là màu lá. Xe tăng. Xe tăng của các chú bộ đội đấy. Có phần tên lửa màu đỏ nhá. Có hình ngôi sao 5 cánh của lá cờ Việt Nam đấy các em. Rồi, xe tăng nhá. Mèo tôm ơi, chị em mình cùng đi tìm tiếp nhá. Here we go. Wow, hồ nước này sao hôm nay đục thế nhở. Xe đầu tiên chị vớt được đó chính là xe người nhện này. Đẹp quá. Nào, để đến đây. Xe này đi rất là lướt luôn. Rồi, ui, có một xe này đang chìm nghỉm. Wow. Ui, còn có cả cái quả gì đây? Quả xoài. Ôi. Ôi, may quá chị ra kịp nhớ. Ôi, bạn kia cũng gần chìm rồi nhưng mà vẫn còn nổi. Này, bình thường thì bạn ấy nổi như thế này mà. Chị phải sang giúp đỡ bạn xe vàng này. Không thì bạn ấy lại chìm nghỉm xuống các em ạ. Rồi. Bạn sẽ đu màu vàng này cũng rất là đẹp nhá. Tên. Vậy là chị này cùng với bạn mèo tôm của chị nhá đã đi giúp đỡ được rất là nhiều xe các em ạ. Các em ơi, xe tải này, xe cảnh sát này, xe tăng này, xe cứu hộ này, xe cứu hỏa này, xe đua màu đỏ, xe đua màu vàng và xe người nhẹ nhé các em nhé. Các em nhìn đẹp chưa? Wow, vậy là bây giờ chị đã có rất là nhiều xe để chơi và mèo tôm của chị cũng có rất là nhiều bạn để chơi cùng rồi đấy. Các em ơi, video của chị đến đây là kết thúc rồi. Chị và bạn mèo tôm rất là vui khi các em ấn like,
share và subscribe cho kênh Anna Cuội cho chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Bye bye.